Nam Mô A Di Đà Phật, con cảm ơn bà cậu, ông bà, ông Tổ Kem đó đã độ hộ cho con bán được mua khoai bán đất, làm đâu được đó, làm đâu thắng đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn bà cậu cho chồng con làm cua, làm đâu được đó, làm đâu thắng đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, hôm nay là con mời ông bà nè, bà cậu đất đai dân trà cho ăn cho ở, về ăn bánh với con, ăn bánh uống nước với con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đậu hộ cho chồng con lúc nào khỏe mạnh, ăn nhiều, mai ăn ăn mau chóng lớn, đặng có sức đặng làm việc, đặng nuôi cái thằng đó đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con mời ông Thổ Địa với ông Thần Tài về ăn bánh với con. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, của ít lòng nhiều, ông ơi, ăn đỡ bánh nha ông. Con cảm ơn ông đã độ hộ cho gia đình con mà ăn được. Con cảm ơn ông nhiều nghe ông. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để con mở bọc qua cho ông ăn. Thần Tài, ông Thổ Địa ơi, con cảm ơn hai ông nhiều lắm. Con mang ơn hai ông nhiều lắm. Hai ông muốn ăn cái gì á, hai ông nói đi rồi con biết, con mua về cho hai ông ăn ha. Hai ông thích ăn cái gì đó, nói con đi là con biết, rằng con mua về cho hai ông ăn. Chứ giờ con cũng còn nhỏ, con không biết mua gì, con không biết ông thích cái gì luôn á. Ông ăn bánh đỡ đi không? Bánh mới nướng ngon lắm.